Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn quay lại một câu chuyện cũ. Và bây giờ lại có chi tiết mới được thông báo bởi phía của Hạ viện Hoa Kỳ. Quý vị, trong thời gian vừa qua, thì cái quỹ ban điều tra lại cái quỹ ban ngày 6 Tây tháng 1 năm 2021 đã bắt đầu có cái hiệu quả. Và trong cái tiến trình điều tra này thì chúng ta biết được một số vấn đề. Thứ nhất là phía Hạ viện đã công bố toàn bộ những đoạn video chưa cắt xén. Cái quỹ ban của bên Hạ viện Hoa Kỳ hiện nay đang điều tra lại cái quỹ ban ngày 6 tháng 1. Tức là họ lập ra cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 do chính bà Nancy Pelosi đã lập ra để mà tìm cách có đủ cái cớ đàn hạch đối với ông Trump. Và bây giờ nó đang trở thành một cái cớ để mà nói rằng là ông Trump phạm tội phản loạn, insurrection. Thì quý vị, cái quỹ ban này bây giờ bị phía Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát quay ngược lại điều tra họ. Thì trong cuộc điều tra này, thứ nhất là phía quỹ ban ở Hạ viện gồm có quỹ ban giám sát, quỹ ban tư pháp, họ công bố tất cả những đoạn video uncut, chưa cắt của cái biến cố ngày 6 Tây tháng 1 cho tất cả mọi người nhìn thấy điều gì xảy ra trong ngày hôm đó ở nhiều góc cạnh khác nhau. Trong khi cái quỹ ban ngày 6 Tây tháng 1 họ đã gạn lọc những cái video nào được office chiếu ở trên cái quỹ ban đó thì nó được chọn lọc và nó được ngăn cản rất là nhiều. Những cái nào có lợi cho ông Trump cắt bỏ hết. Còn những cái nào bất lợi cho ông Trump thì được chiếu lên để mà ghi nhận vào trong cái record của Hạ viện. Thì quý vị, cái quỹ ban ngày 6 tháng 1 đã chơi cái trò gọi là giấu lại tất cả những cái đoạn video nào mà được xem là có lợi cho ông Trump. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta đã thấy được rồi quý vị. Và điều thứ hai là Liz Cheney, lúc đó là phó chủ tịch của quỹ ban ngày 6 tháng 1. Và Liz Cheney đã xóa hết tất cả những đoạn video, hoặc là bà ta đã đặt mật khẩu cho những đoạn video đó, không ai vô được hết. Không ai vô được và có những đoạn video đã bị xóa đi. Cho tới giờ phút này người ta không kiếm được những cái đoạn video quan trọng là do chính Liz Cheney đã xóa đi. Quý vị, đây là những cái mà người ta báo cáo ra. Và bây giờ có nhiều người đòi tố Liz Cheney về tội lạm quyền. Thì chưa biết tình hình này như thế nào. Tuy nhiên, thì quý vị, trong đoạn video mới mà trong đó Hạ viện đã buộc công ty sản xuất phim truyền hình HBO đã phải công bố và phải cung cấp cái đoạn video đó cho họ. Trong cái đoạn video nói về việc mà Nancy Pelosi đã cản trở không cho phép sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia trong ngày 6 tháng 1, nhưng lại tăng cường vệ binh quốc gia trong ngày 20 tháng 1. Và quý vị, đoạn video này là do chính cái người con của bà Pelosi, vốn là một kẻ làm phim và đang thực hiện lại một cái tiến trình thực hiện một cuốn phim về biến cố ngày 6 tháng 1. Thì quý vị, họ làm phim này với mục đích sẽ tung ra trước tháng 11 trong cuốn phim tài liệu nói về biến cố ngày 6 tháng 11 để gây ảnh hưởng suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ nhằm tác động vào cuộc bầu cử. Đây là cách mà họ làm. Thì quý vị, bây giờ thì trong cuốn phim này phía quỹ ban Hạ viện đã yêu cầu cung cấp và họ đã tung ra sớm hơn. Quý vị, Pelosi nói rằng bà ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc cản tất cả lực lượng vệ binh quốc gia. Lúc đó thì bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện đã thừa nhận rằng bà ta phải muốn là phía của lực lượng vệ binh quốc gia phải chuẩn bị cẩn thận hơn cho cái biến cố ngày 6 tháng 1, và bà ta nói rằng bà ta chịu trách nhiệm. Và lời phát biểu của bà Pelosi đưa ra trong ngày hôm đó, trong lúc mà bà ta đã được đưa tới một cái nơi an toàn ở Fort Manier, gần cái thủ đô của cái tòa nhà quốc hội, và trong cái bản thu được bởi con gái của bà ta và người làm phim tài liệu có tên là Alexandra Pelosi đã công bố ngày thứ hai bởi quỹ ban giám sát của Hạ viện. Nếu quý vị hỏi tôi là ở giữa cái câu chuyện này thì chúng ta đã có thể sẽ có một cái buổi phá hoại trong buổi lễ nhận chức, và tại sao chúng ta không gọi vệ binh quốc gia. Bà ta đã hỏi cái người chief of staff là đồng lý văn phòng lúc đó là Terry McCullough, và khi họ lái trên chiếc SUV, và tại sao không có lực lượng vệ binh quốc gia ngay từ đầu
và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho họ để chuẩn bị thêm. Và trong đó bà ta nói đoạn video này là 42 giây theo yêu cầu của điều ủy ban điều tra quốc hội đối với lại cái hãng sản xuất phim truyền hình HBO. Đoạn clip này 45 phút, trong đó có những hình ảnh trong ngày hôm đó là được cắt xén lại bởi Alexandra Pelosi, đã không công bố bởi cái quỹ ban ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Tức là cái tiểu quỹ ban này đã không công bố đoạn video đó do đảng Dân Chủ kiểm soát, và HBO đã đưa ra cái đoạn footage này sau khi có yêu cầu của tiểu quỹ ban ở tại Hạ viện theo tường trình của tờ Politico. Và bà Pelosi và đảng Dân Chủ đã quy trách nhiệm cho ông Trump là đã không ra lệnh cho lực lượng vệ binh quốc gia tới thủ đô. Tuy nhiên thì đảng Cộng Hòa đã đưa ra cái đoạn clip vào tháng 12 năm 2022 là bà Pelosi và đảng Dân Chủ đã lo ngại về cái cơn gọi là khủng hoảng sau cái cuộc biểu tình của Black Lives Matter năm 2020, và họ không muốn có tình trạng tương tự như vậy xảy ra trong ngày 6 tháng 1. Và đây là lý do tại sao họ cản trở cái lực lượng vệ binh quốc gia. Quý vị, giống như tôi đã giải thích trước đây, là trong cái ngày trước khi mà ông Trump tổ chức cuộc rally ngày 6 tháng 1 ở tại Washington DC, trong ngày 6 tháng 1 năm 2021, thì quý vị, cuộc rally đó, ông Trump đã cho khai triển 10.000 vệ binh quốc gia tới khu vực thủ đô. Tuy nhiên thì quý vị, hai người phản đối. Người thứ nhất là thị trưởng của thành phố Washington DC. Bà ta phản đối. Và người thứ hai chính là Nancy Pelosi. Nancy Pelosi chối luôn. Và bà ta nói rằng bà ta không biết gì về việc ông Trump khai triển lực lượng vệ binh quốc gia. Tuy nhiên bà ta đã đồng, cái đoạn video tung ra cho thấy bà ta đồng ý. Bà ta đồng ý là không sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia trong ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên sau đó thì chính bà ta đã yêu cầu tăng cường lực lượng vệ binh quốc gia trong ngày 20 tháng 1. Và bà ta với đảng Dân Chủ đưa ra cái lý do rất là vô lý. Họ đưa ra lý do là sẽ không lặp lại cái vụ George Floyd năm 2020 dẫn tới sự nổi giận của đám Black Lives Matter biểu tình trên toàn quốc. Và nếu như sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia và có hành động gì, nó sẽ gây ra sự rắc rối trên toàn quốc tương tự như là vụ của George Floyd. Và chính vì vậy, bà ta đã không authorize, bà ta đã không cho phép sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia. Lý do tại sao nằm ở quyền của bà ta. Ok, quý vị, tôi giải thích cái điều này để cho khán giả hiểu được. Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ, nằm dưới sự quản trị của hội đồng thành phố và thị trưởng thành phố. Thì hội đồng và thị trưởng thành phố gồm 11 thành viên, 10 nghị viên và một thị trưởng. Đó là cái quản trị của cái Washington DC. Tuy nhiên, tất cả vấn đề của an ninh của Washington DC, ngoại trừ cảnh sát thủ đô ra, thì tại vì Washington DC là nơi có tòa nhà quốc hội, nơi có tòa bạch ốc. Do đó quý vị, bất kỳ một cái luật lệ nào đều bị chi phối bởi quốc hội Hoa Kỳ. Đặc biệt là ở Hạ viện. Ở Hạ viện là nơi chi phối cái quyết định của hội đồng thành phố Washington DC. Do đó, quý vị, bà Nancy Pelosi thời điểm đó, bà ta là chủ tịch của Hạ viện. Tức là bà ta có quyền can dự vào công việc của thành phố Washington DC. Chính vì vậy mà tại sao bà ta đã không đồng ý khai triển lực lượng vệ binh quốc gia. Hôm trước tôi có giải thích cho quý vị sự khác biệt của lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát. Thì quý vị đã hiểu rồi, lực lượng vệ binh quốc gia họ chỉ có một sứ mạng là bảo đảm an ninh. Bất kỳ ai mà cản trở trong vấn đề bảo đảm an ninh, họ đều bắn cả. Họ đều nổ súng và họ sẽ nổ súng một cách không thương tiếc. Bởi vì họ không có chịu trách nhiệm dưới cái tòa án dân sự, mà họ sẽ chịu trách nhiệm dưới tòa án quân sự. Do đó quý vị, lực lượng vệ binh quốc gia khi mà được khai triển tới, và nếu như thị trưởng hoặc là thống đốc của tiểu bang mà activate, thì điều này có nghĩa là một cái răn đe rất lớn với thành phần bạo loạn. Chính vì vậy quý vị nhớ cái năm 2020, cuộc bạo loạn của George Floyd, ông Trump đã cho khai triển rất nhiều lực lượng vệ binh quốc gia tới Boston, tới Portland ở Oregon, tới Seattle ở Washington State, tới Los Angeles, tới New York. Ông đã cho khai triển tất cả lực lượng vệ binh quốc gia tới để mà bảo đảm an ninh. Tuy nhiên thì quý vị, các thị trưởng và các thống đốc tiểu bang đã quyết định không activate.
không activate lực lượng vệ binh quốc gia. Tại vì lúc đó quý vị, cái áp lực của đám Antifa phá làng phá xóm và nhóm Black Lives Matter là khiến cho những người mà được xem là nắm quyền quyết định, họ không quyết định, họ không muốn chịu trách nhiệm. Tại vì khi mà họ activate, họ là người chịu trách nhiệm sau cùng. Tổng thống khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới, nhưng quyền quyết định nằm trong tay của họ. Bất kỳ một quyết định nào được đưa ra, họ là kẻ chịu trách nhiệm. Và giờ đây quý vị thấy bà Nancy Pelosi bà tuyên bố bà ta chịu trách nhiệm. Bà ta chịu trách nhiệm trong việc mà không đồng ý, tức là không authorize cho việc khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới bảo vệ an ninh trong ngày 6 tây tháng 1. Nhưng ngược lại, bà ta và đảng Dân Chủ lại muốn tăng cường cái mạng lưới của vệ binh quốc gia trong ngày nhận chức của Joe Biden. Quý vị, rõ ràng bà ta có thâm ý, chứ không phải mượn danh nghĩa của Black Lives Matter. Cái cuộc quậy phá của Black Lives Matter, bà ta và đảng Dân Chủ cho rằng nếu như khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới sẽ bùng nổ một vụ George Floyd khác. Chính vì vậy mà họ đã tìm cách cản trở, và bà Nancy Pelosi là kẻ quyết định sau cùng là không sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia do ông Trump phái tới. Thì quý vị, toàn bộ câu chuyện của ngày 6 tháng 1 rất rõ ràng là bà Nancy Pelosi đã có một thâm ý để mà gài cái vụ này. Trong khi bà ta đã được đưa tới một nơi rất an toàn, bà ta đã cố tình gài cái vụ này để mà làm một cái cuộc đàn hạch thứ hai với ông Trump. Quý vị, cuộc đàn hạch, bà ta là một kẻ sống trong chính trị suốt mấy chục năm. Bà ta là chủ tịch của Hạ viện, hai lần làm chủ tịch của Hạ viện. Do đó quý vị, cái kinh nghiệm chính trường của bà ta rất dày dặn. Bà ta biết được cái ngõ ngách của hiến pháp, bà ta biết được cái ngõ ngách của luật pháp, bà ta biết được cái quyền lực của quốc hội tới đâu, của bộ tư pháp tới đâu. Do đó quý vị, bà ta đã gài sẵn cái game này. Và cái điều thất bại nhất của ông Trump là trong cuộc rally đó, do cái cảm hứng nhất thời, ổng kêu gọi mọi người tuần hành đi ngang qua quốc hội để đưa lên tiếng nói của mình thôi. Thì bây giờ cái câu nói đó của ổng đã trở thành cái câu buộc tội đối với ổng, là tội phản loạn. Và họ dùng câu nói này của ổng để mà đàn hạch ổng không thành công năm 2021. Và bây giờ cái câu nói này của ông Trump lại trở thành một cái điểm chính trong cái vụ án chuẩn bị truy tố ổng ở Washington DC về tội âm mưu phản loạn. Thì quý vị, rõ ràng họ đang chơi chính trị với ông Trump. Họ tìm đủ mọi cách để cản trở ông Trump trong cái này, bởi vì cái tu chính án số 14 là cái điều quy định bất kỳ ai phạm tội phản loạn, tức là insurrection, thì sẽ không được đủ tư cách giữ bất kỳ một vị trí nào trong chính quyền của liên bang. Thì quý vị, bây giờ chúng ta đang chờ tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết vào cuối tháng này. Thì quý vị, đúng lúc này thì phía các ủy ban của Hạ viện Đảng Cộng hòa đưa ra cái đoạn video cho công chúng nhìn thấy những gì Nancy Pelosi đã làm. Thì quý vị, rõ ràng bà ta đã có ẩn ý. Bà ta đã có ẩn ý về chính trị trong cái việc mà bà ta cản trở không để cho vệ binh quốc gia tiến vào thủ đô Washington DC trong ngày 6 tây tháng 1 để bảo vệ an ninh. Nếu ngày hôm đó mà có mặt của lực lượng vệ binh quốc gia sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên quý vị, còn những chi tiết mà quý vị coi trong những cái đoạn video trước đó, chính cảnh sát của tòa nhà thủ đô mở cửa hàng rào cho người biểu tình đi vào. Chính họ mở cửa cho người ta đi vào. Và quý vị, những chi tiết này cho thấy là có ẩn ý. Có ẩn ý rất rõ ràng. Và điều này cho thấy là Nancy Pelosi đã có ẩn ý là trả thù chính trị đối với ông Trump. Bà ta trả thù chính trị đối với ông Trump và bà ta đóng đinh ông Trump, tức là sẽ cho ông vĩnh viễn biến mất khỏi chính trường Hoa Kỳ bằng mọi cách. Thì quý vị, lòng thù hận này nó bắt nguồn từ cái cuộc gọi là chính phủ bị ngưng lúc mà năm 2019 đó quý vị. Thì lúc đó là gần như là chính phủ và bên quốc hội bị bế tắc. Lúc đó đảng Dân Chủ nắm lại quyền hành đa số ở quốc hội. Họ chặn ngân sách của ông Trump và đưa tới cuộc xung đột giữa ông Trump và bà Nancy Pelosi ở tại quốc hội. Và cuối cùng thì quý vị, chính phủ bị đóng cửa mấy tháng, được xem là thời gian đóng cửa lâu nhất. Là lúc chính phủ bị đóng cửa thì ông Trump bị bế tắc không thể điều hành được quốc gia. Lúc mà gọi là
tranh cãi trong vấn đề ngân sách của quốc gia. Thì kết quả quý vị, kết quả là gì? Là ông Trump lấy danh nghĩa là bởi vì chính quyền liên bang đóng cửa cho nên đã không cung cấp cái xe bus chở bà Nancy Pelosi và một số thành viên trong Hạ viện ra phi trường bay qua Âu Châu. Tại vì họ đi bằng cái hệ thống của liên bang mà, từ phi trường cho tới phi cơ. Chiếc phi cơ đều không hoạt động. Và ông Trump nói rằng chính phủ đóng cửa, không có cung cấp bất kỳ một dịch vụ nào cho bất kỳ ai hết. Và kết quả quý vị, Nancy Pelosi phải hủy bỏ cái chuyến đi bay qua Âu Châu thời điểm đó. Chính vì vậy mà ngay sau đó bà ta đã tiến hành cuộc đàm phán thứ nhất với ông Trump năm 2019. Trong lúc ông đang đấu với phía Trung Quốc. Nhưng mà cuộc đàm phán thứ nhất không thành công. Bởi vì không có bằng chứng gì cả. Rồi đến ngày 6 tây tháng 1, bà ta sử dụng cái biến cố ngày 6 tây tháng 1, mở cuộc đàm phán thứ hai. Bà ta biết rõ cuộc đàm phán cũng không thành công. Tại vì 67 phiếu trên sàn thượng viện là impossible. Nhưng bà ta muốn ghi vào kỷ lục là ông Trump là ông tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị hai lần đàm phán. Do đó quý vị, bà ta có ẩn ý này. Chính vì vậy mà bà ta đã điều khiển toàn bộ cái game ngày 6 tháng 1. Tôi nói bà ta chính là người điều khiển toàn bộ cái game này. Và quý vị thấy vừa rồi không? Cái người mà đập ông chồng của bà ta bị thương đó, bị kết án rất nặng. 30 năm tù. Đơn kháng án lên bị bác bỏ. Thì quý vị, San Francisco được xem là thành trì của nhóm cực tả, thành trì của ổ phản chiến và nó là thành trì của Nancy Pelosi. Ở trên San Francisco không có một thành viên đảng Dân Chủ nào dám ra tranh chức với bà ta cả. Không có một thành viên đảng Dân Chủ nào dám ra tranh chức dân biểu với bà ta cả. Bà ta ngồi ghế đó mấy chục năm rồi. Và quý vị, ông chồng của bà ta bị đánh, bị thương. Người đánh ông chồng bà ta bây giờ bị kết án 30 năm tù, nặng hơn ai hết. Nặng hơn ai hết. Trong khi đám di dân bất hợp pháp đánh cảnh sát thì được trả tự do ở New York. Đánh cảnh sát ngay tại New York luôn. Thậm chí là vừa rồi quý vị, mấy tên di dân bất hợp pháp bắn luôn cảnh sát luôn. Thì quý vị, chưa chắc bị kết án nặng giống như cái người đánh ông chồng của bà ta là Paul Pelosi. Thì quý vị, quyền lực của bà Pelosi ở trong đảng Dân Chủ có thể nói là kinh khủng. Và bà ta là cái kẻ gây ảnh hưởng nhiều nhất trong đảng Dân Chủ. Và bà ta là kẻ sống trong nghề chính trị suốt nhiều năm, là con cáo già về chính trị. Bà ta biết rõ những cái game chính trị cuối cùng đi tới mức độ nào. Bà ta biết rõ tất cả những cái game chính trị trên quốc hội hay là cuộc đấu đá giữa quốc hội và hành pháp cuối cùng đi tới cái điểm cuối cùng nào. Bà ta biết hết. Bà ta lão luyện trong nghề này rồi. Do đó quý vị, bây giờ tất cả những sự thật được phơi bày ra. Bà ta là kẻ đã không authorize. Bà ta không cho phép lực lượng vệ binh quốc gia tới Washington DC. Là bà ta đã có ẩn ý rất rõ ràng. Thì quý vị, lần này sự trở lại của ông Trump. Thì quý vị, một trong những kẻ thọc gậy rất nhiều là bà Pelosi. Bà Pelosi sợ rằng ông Trump trả thù bà ta. Sợ rằng ông Trump sẽ đưa ra những chính sách trả thù đối với bà ta. Do đó quý vị, kẻ mà nỗ lực nhiều nhất đằng sau hậu trường để mà đánh phá ông Trump về mặt pháp lý chính là Nancy Pelosi, không phải là Obama. Bởi vì con cáo già chính trị này, nó biết rõ cái hậu quả của các vấn đề pháp lý và cái hậu quả của những người vướng vào pháp lý như thế nào. Do đó quý vị, kẻ mà thọc gậy và thúc đẩy tất cả mọi thứ ở New York không ai xa lạ, chính là Nancy Pelosi. Bà ta trốn bao nhiêu năm, bao nhiêu lần rồi quý vị, kể từ khi mà đảng Cộng hòa nắm quyền đa số, lâu lâu bà ta chích một câu thôi. Và sau khi mà phía Hạ viện tung ra, thì chúng ta biết được ở trên sàn Hạ viện họ hiểu rõ. Những thành viên của đảng Cộng hòa trong Hạ viện, họ hiểu rõ toàn bộ cái game pháp lý này là có bàn tay chính của Nancy Pelosi. Nhưng họ không kiếm ra được bằng chứng là bà ta có liên lạc, bà ta có làm việc với những kẻ đang truy tố ông Trump. Chính vì vậy mà trong tuần này họ yêu cầu HBO là cung cấp cái đoạn video đó và họ chính thức đưa ra bên ngoài để đưa Pelosi ra trước spotlight, tức là ra trước ánh sáng.
để vô hiệu hóa những cái quyền lực ngầm mà bà ta đã xây dựng trong suốt mấy chục năm bà ta làm dân biểu và kể cả làm chủ tịch của Hạ viện. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa họ không nói nhiều. Họ chỉ đưa đoạn video này ra để cho cả nước chú ý tới cái vị trí của bà Pelosi. Bà ta ẩn mình rất kỹ ở trong Hạ viện. Và năm nay quý vị, bà ta tuyên bố bà ta tiếp tục tái tranh cử thay vì bà ta về hưu. Bà ta tiếp tục tái tranh cử. Và khi bà ta tuyên bố tái tranh cử thì ở San Francisco không ai dám chống đối bà ta cả. Thì quý vị, đây là một trong những cái điểm mà chúng ta thấy rõ là cái biến cố năm 2021 đang được Nancy Pelosi xào nấu trở thành một cái hộp thức hóa về cái gọi là cuộc phản loạn ở Hoa Kỳ. Quý vị, thật sự cái tu chính án số 14 đã được tu chính vào năm 1800 mấy sau cuộc gọi là nội chiến của Hoa Kỳ. Từ đó tới giờ chưa có một tổng thống nào bị trói buộc tội này cả. Tại vì nó cách nhau cả trăm mấy hai trăm năm rồi, không có liên hệ gì cả. Không có liên hệ gì tới cái cuộc chính biến đó cả. Bây giờ họ tìm đủ một cách họ xào nấu cái vụ này trở thành một cái vụ gọi là insurrection, tức là phản loạn. Mà nếu mà vi phạm vào tội phản loạn thì sẽ bị cái tu chính án số 14 cản trở, không cho phép giữ bất cứ một cái quyền hành pháp nào, là một dân cử, không được phép. Thì quý vị, họ sử dụng cái tu chính án số 14 để chặn đường ông Trump. Do đó thì quý vị, tôi nói là tháng này, cuối tháng này, tối cao pháp viện sẽ đưa ra cái phán quyết. Bởi vì tôi biết chắc chắn cái phiên tòa ở DC nó sẽ sử dụng phiên tòa này để kết án ông Trump. Tương tự như ở New York, tất cả đã sắp sẵn hết rồi. Nhưng họ bị kẹt ở chỗ là quyền miễn tố của tổng thống tới mức độ nào. Thì bây giờ phải chờ quyết định của tối cao pháp viện. Tối cao pháp viện mà đưa ra quyết định quyền của tổng thống được miễn tố là toàn phần, comprehensive, thì coi như cái vụ án này vô thùng rác. Còn nếu như nó chẻ ra cái quyền hành pháp, cái quyền miễn tố của tổng thống Trump, lúc nào là thuộc quyền của tổng thống, lúc nào là thuộc về cá nhân, thì quý vị, nó sẽ tiến hành vụ án này. Và kết quả của vụ án này cũng không khác gì vụ án ở New York với lại công tố viên Alvin Bragg của New York cả. Nó chọn bộ thẩm đoàn cũng theo phương thức này. Quan tòa cũng sẽ quyết định theo phương thức này. Và kết quả thì quý vị, cuối cùng đi tới tối cao pháp viện của liên bang thì vụ án này cũng vô thùng rác thôi. Nhưng nó mua được cái giai đoạn qua bầu cử. Nó mượn lý do ổng bị kết án chính, bị kết tội chính thức rồi, thì ổng sẽ không được phép tranh cử. Nó sẽ mượn cái câu chuyện này để nó làm chuyện đó. Và chính vì vậy tôi nói với quý vị, nên toàn bộ cái game pháp lý từ đầu tới cuối bây giờ, tất cả mọi người đều tập trung vào Joe Biden, tập trung vào Obama. Nhưng quý vị bỏ rơi một người rất quan trọng, và người này mới là người chủ chốt. Những trận chiến pháp lý là do bà ta dàn ra, Nancy Pelosi. Bà ta là cái kẻ đã dàn ra trận pháp lý này nhắm vào ông Trump ngay từ lúc đầu, chứ không phải là bên Joe Biden đâu, không phải là Obama đâu. Obama tuy là tổng thống 8 năm, nhưng mà Obama không rành những ngõ ngách chính trị và những ngõ ngách của khe hở của pháp lý, của hiến pháp, của luật pháp bằng bà Pelosi. Bà ta là con cáo già kinh nghiệm, và bà ta biết được là bà ta không giảm được cái đám đông ủng hộ cho ông Trump. Cách hay nhất là dùng pháp lý cản trở ông Trump. Đó là cái chiến lược của bà ta. Còn nếu mà nói là tranh cử một cách công bằng thì bà ta sẽ không dùng. Tại vì bà ta biết được cái sự thay đổi của người dân Hoa Kỳ. Bà ta biết được cái sự ủng hộ của những người ủng hộ cho ông Trump sẽ không thay đổi. Do đó không thể nào thuyết phục những người bỏ phiếu cho ông Trump rời bỏ ông Trump được. Cách hay nhất là sử dụng cái yếu tố pháp lý để chặn đường ông Trump. Đây là cái chiến lược của Nancy Pelosi đã dàn trận này ra. Và quý vị, bà ta sắp xếp rất cẩn thận. Không ai thấy được bàn tay đen sau lưng của bà ta. Thì quý vị, ngày hôm nay, phía của Hạ viện, các thành viên trong Ủy ban Hạ viện, họ đã bắt đầu lờ mờ nhìn ra cái trò của bà Pelosi. Do đó, cách mà họ làm hay nhất là đưa bà ta ra trở lại ánh sáng. Đưa bà ta ra trở lại spotlight để người dân và cử tri trên toàn quốc nhìn vào bà ta, thấy bà ta ở nhiều góc cạnh khác nhau. Còn từ lúc mà bà ta rời khỏi chức chủ tịch Hạ viện tới bây giờ, bà ta ẩn mình rất kỹ.
Bà ta ẩn mình rất kỹ, nhưng bà ta là kẻ âm thầm sắp xếp mọi việc ở sau lưng. Bà ta thông qua những kênh thứ ba, kênh thứ tư để mà làm việc với lại công tố viên ở New York, bộ trưởng tư pháp của New York và kể cả Jack Smith, công tố viên mà Merrick Garland đã bổ nhiệm trong vụ án của ông Trump. Quý vị, rất rõ ràng, bà ta là, tôi nghĩ ra bà ta là kẻ chính. Và cái động lực của bà ta là phải triệt đường của ông Trump. Sự trả thù dã man nhất của Nancy Pelosi, bà ta đã thành công hai lần. Lần mặc dù cuộc đàn hạch không thành công, nhưng bà ta đã thành công trong việc ghi vào lịch sử. Ông Trump là tổng thống thứ ba bị đàn hạch. Và bà ta ghi vào lịch sử, ông Trump là tổng thống đầu tiên hai lần bị đàn hạch. Và bà ta thành công lần thứ ba, ông Trump là tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự. Thì quý vị, những điều này là do bà Pelosi đưa ra. Bà ta có thể nói là con cáo già chính trị, bà ta biết được cái cách đối phó với đối thủ của mình. Có những lúc là đối thủ biến mất khỏi chính trường, có những lúc đối thủ sẽ không đứng nổi khi mà liên tục có nhiều scandal. Đây là cách mà bà Pelosi đối phó với ông Trump và trả thù ông Trump. Trong lúc mà ngày xưa ông Trump chặn đường bà ta, bay qua Âu Châu, không nể mặt bà ta. Và quý vị còn nhớ cái hôm mà ông Trump đọc bản State of the Union không? Bà ta bỉ mặt ông Trump bằng cách ông vừa đọc xong là bà xé cái bản State of the Union ngay trước ống kính truyền hình. Thì nổi cái thái độ này, chúng ta đã biết được sự thù hận mà Nancy Pelosi đã nhắm vào ông Trump. Quý vị, bà ta phần một phần thù hận và phần thứ hai, bà ta bảo vệ cho bà ta. Bởi vì trong mấy chục năm bà ta làm dân biểu, tài sản của bà ta bây giờ lên cả trăm triệu. Nhờ bà ta ra kẻ ra luật, nắm luật, hiểu luật và bà ta nắm trước những thông tin và các chồng của bà ta mua cổ phiếu của các công ty. Bà ta kinh doanh trên cái việc mua cổ phiếu này. Do đó tài sản của bà ta bây giờ gần cả trăm triệu. Sau mấy chục năm bà ta làm nghị viên của Quốc hội. Quý vị, đây là con người của bà Pelosi. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được kẻ nhắm vào ông Trump nhiều nhất chính là bà Pelosi, chứ không phải là Obama, không phải là Hillary Clinton, không phải là Joe Biden. Những kẻ này chỉ đánh trận bề ngoài thôi. Mà Pelosi mới là kẻ chủ chốt nằm ở cốt lõi trong trận chiến pháp lý nhắm vào ông Trump hiện nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.